phương học dẫn lối niềm tin tràn đầy. Hôm nay là ngày đầu tuần thì cũng chúc cho quý vị một tuần lễ mới thật là bình an, thật là hạnh phúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã thương mến tôi, những người đã âm thầm dõi theo và cổ vũ tôi. Quý vị biết không, hôm nay là một ngày đầu tuần sau một ngày nghỉ ngơi thì tôi quyết định, thật sự ra tôi rất là sốc, tôi nói theo những cái cảm xúc rất là đời, rất là thường, bởi vì tôi là phụ nữ và trong một nói chuyện tôi không có quen lý kết tội ăn hết, tôi chỉ nói một cái câu rất là đơn giản thôi, thì không ngờ cái câu đó là thành trở thành một cái câu âm điểm để cho cái người cố tình đưa nó lên, nâng âm điểm lên, thì phải nói là tôi phải vẽ bài. Và ngay lập tức thì tôi chắc hẳn và tôi đã đi ra để mà coi như là mình đã tuân thủ theo pháp luật. Tôi đây bằng mình chịu đựng hết. Cái cuối cùng mục đích của tôi cũng chỉ muốn mang lại cái bình yên cho tất cả mọi người. Thôi sẽ lại trình diễn, lại trở lại với quý vị nha. Thì phải nói với quý vị rằng là sau cái sự cố này tôi cũng cảm xúc nhiều với quý vị ơi. Tôi mất đi cái lòng tin, tôi mất đi cái niềm tin nhiều quá. Rồi sao mà mình cảm thấy mình cũng cảm xúc ghê gớm. Trời ơi, bao nhiêu là tin nhắn, bao nhiêu là cái tin thả tôi chụp không kịp luôn. Tin thả tôi không kịp luôn. Giờ này là buổi trưa mà quá trời người trực tiếp như vậy thì rõ ràng là quý vị rất là quan tâm Phương Hằng tôi. Quan tâm rất là nhiều và rất là thương mến Phương Hằng tôi, nên quý vị đã chia sẻ và vào để mà nghe Phương Hằng tôi nhiều chuyện. Sẽ có một ngày Phương Hằng giao lưu với quý vị. Quý vị có thể đặt tất cả những câu hỏi để mà Phương Hằng tôi trả lời cho quý vị, để mà quý vị hiểu nhiều hơn. Đó, thì tôi cũng chúc cho tất cả quý vị một tuần lễ mới được hạnh phúc, được bình an, nhiều sức khỏe và sẽ trở lại với quý vị trong một vài ngày tới. Yêu quý vị thật là nhiều nha quý vị. Thành khu du lịch Đại Nam Bình Dương vừa có thư kêu gọi chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, bão Yagi. Theo nội dung thư kêu gọi do bà Nguyễn Phương Hằng ký, trong khoảng thời gian vào các ngày 29 tháng 9, mùng 6 tháng 10, 13 tháng 10 và 20 tháng 10, khu du lịch Đại Nam sẽ hoàn toàn miễn phí vé vào cổng, vé các dịch vụ vui chơi như khu biển, khu vườn thú, khu trò chơi, khu trường đua, xe điện phục vụ di chuyển cho tất cả người dân đến tham quan vui chơi thưởng lãm. Đặc biệt vào lúc 18 giờ đến 22 giờ các ngày trên sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, hoạt động thể thao đặc sắc và giao lưu trực tiếp với CEO Nguyễn Phương Hằng tại sân khấu khu vực trường đua Đại Nam. Nội dung thư kêu gọi của bà Nguyễn Phương Hằng, đây là một dịp đặc biệt không chỉ để người dân tham quan thưởng lãm, thưởng thức những tiết mục nghệ thuật, các hoạt động vui chơi, thể thao hấp dẫn tại khu du lịch Đại Nam, mà còn để là lời kêu gọi chung tay, chung sức, chung một tấm lòng để thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào, cùng đóng góp vào các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ đồng bào bão lụt tại miền Bắc chịu nhiều thiệt hại sau cơn bão số 3, bão Yagi. Cũng theo thư kêu gọi này, thông qua hình thức quyên góp tùy lòng hảo tâm của mỗi người, thùng quyên góp sẽ được đặt tại các khu vực trong khu du lịch Đại Nam. Một lòng không phai.